Dạ, xin chào quý anh chị. Nhà đất Lê Tú xin giới thiệu với anh chị một căn nhà tại phường Hiệp Thành, quận 12, đường Nguyễn Anh Thủ 1 xẹt. Căn nhà có diện tích 4x20, 1 trệt 3 lầu, rất là đẹp. 1 trệt 3 lầu rất đẹp, đường 8m, xe hơi, 2 xe hơi tránh nhau. Đó, quý vị nhìn con mặt tiền này, mặt tiền rất là đẹp. Chủ nhà đang cần bán gấp 5,5 tỷ, vẫn còn thương lượng. 1 trệt 3 lầu, đường trước nhà mình đây cách có 50m ra đường với anh Thủ. Đấy, phòng trong nhà đây là 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Nội thất rất là đẹp. Chủ nhà vẫn đang ở với giá bán là 5,5 tỷ, vẫn còn thương lượng, sổ hồng riêng, công chứng trong ngày. Dạ, quý anh chị có nhu cầu coi nhà liên hệ với nhà đất Lê Tú.